do Cường Đô La Hạ Vi giả vờ chia tay. Sau chuỗi ngày hiểu nhầm, khán giả đã phát hiện bằng chứng Cường Đô La và Hạ Vi chưa chia tay. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc này. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 3, Quốc Cường có đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đang ôm một bó hoa với màu tím là chủ đạo, kèm theo dòng trạng thái Happy Woman Day cả nhà. Vào ngày hôm sau, khán giả nhanh chóng nhận thấy Hạ Vi đăng tải hình ảnh một bó hoa tương tự như vậy. Cũng với hoa tím là chủ đạo đi cùng giấy bọc màu tím, đi kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái Một tình yêu một bó hoa cho em. Có vẻ như hot girl và anh người mê đang cảm thấy rất hạnh phúc với chuyện tình của mình. Chính điểm trùng hợp này đã khiến cho khán giả dấy lên nghi ngờ rằng cặp đôi bấy lâu nay đã che giấu tình yêu của mình, chứ không hề có chuyện được ai nấy đi như những lời đồn thổi. Nhưng tại sao cả hai phải che giấu niềm hạnh phúc của mình như vậy? Không ít khán giả đã đặt ra câu hỏi này khi thấy Cường Đô La và Hạ Vi ngầm công khai chuyện tình trở lại. Trong khoảng thời gian yêu Cường Đô La, cô Tắm đã phải chịu không ít thiệt thôi, điều tiếng liên tục bị lấy ra so sánh với vợ cũ và người tình. Về nhan sắc, Hạ Vi mang trong mình nét đẹp ngây thơ trong sáng và mong manh khiến người ta muốn che chở. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại có một nét đẹp của sự mặn mà từng trải và viền y. Bởi vậy, khi bị dư luận đặt lên bàn cân, phần nào sự nhẹ nhàng của Hạ Vi nhạt nhòa trước cái đẹp dữ dội của Hà Hồ. Về sự nghiệp, Hạ Vi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí chưa bao lâu, nên chưa gặt hái được thành công gì. Trong khi với thâm niên hoạt động nghệ thuật lâu năm, Hồ Hà hiện tại là một ngôi sao hàng đầu của showbiz, có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vậy, cũng rất dễ hiểu khi khán giả cho rằng Hà Hồ hơn đức tình mới của Cường Đô La cả về tài lẫn cả sắc. Hơn nữa, cô cũng chịu áp lực rất lớn từ những người hâm mộ cặp đôi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Vì bị tố đang dựa hơi hai người này để có cơ hội nổi tiếng thăng tiến trong showbiz. Trước khi xuất hiện danh xưng hot girl vạn người mê, thì cô Tắm luôn bị cợt mát với danh xưng bạn gái Cường Đô La. Mà khi nhắc đến Cường Đô La thì người ta sẽ nhớ ngay đến Hồ Ngọc Hà. Do vậy, Hạ Vi không ít lần bị anti-fan tấn công, chỉ trích về vấn đề này. Không chỉ chịu những áp lực từ vợ cũ của Quốc Cường, mẹ của người tình cũng được cho là một lý do. Hồ Ngọc Hà từng bị vướng vào nghi án, bị mẹ chồng không chấp nhận là con dâu vì cô xuất thân từ showbiz đầy thị phi. Sau nhiều năm chung sống với Cường Đô La, dù đã có với nhau một mặt con nhưng vẫn không có đám cưới nào diễn ra. Thậm chí vào năm 2014, khi công ty của gia đình Quốc Cường do mẹ Cường Đô La, bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, thì khán giả đã phải ngỡ ngàng vì Hà Hồ không hề sở hữu bất cứ cổ phần nào. Hạ Vi cũng là một nghệ sĩ trong làng giải trí, bởi vậy, đứng trước một người phụ nữ đanh thép và cứng rắn như bà Như Loan, thì một kịch bản lặp lại như Hà Hồ là hoàn toàn có thể xảy ra. Với vô số những lý do gây cản trở như vậy, việc Cường Đô La và bạn gái hot girl quyết định giấu diễn màn kịch chia ly lâu như vậy để mặc cho khán giả hiểu nhầm, dư luận đồn đoán cũng hoàn toàn là dễ hiểu. Những Mỹ Nam Việt tài năng nhưng lận đận tình cảm của showbiz. Nếu sao nữ trong showbiz Việt thường bị vận vào câu hồng nhan đa trân, thì cuộc sống của những sao Nam Việt cũng lận đận không kém. Tuy thành công trong sự nghiệp, công việc, thế nhưng đời sống tình cảm của các sao Nam Việt không phải lúc nào cũng như ý. Minh Luân, Dương Cẩm Linh và Minh Luân vốn là cặp đôi phim giả tình thật. Họ hẹn hò từ khi cùng tham gia phim Pha Lê Không Dễ Vỡ năm 2009. Sau gần 3 năm yêu đương mặn nồng, họ đã tính đến chuyện kết hôn vào tháng 4, 2012. Tuy nhiên, một tháng trước khi ngày vui diễn ra, mối tình của họ chính thức tan vỡ. Vào năm 2015, Minh Luân tiếp tục hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc. Trong gần 3 năm yêu nhau, cặp đôi luôn đồng hành, chia sẻ mọi thứ từ cuộc sống đến công việc. Tuy nhiên, khi Minh Luân ngỏ lời cầu hôn, thì nữ diễn viên từ chối và anh quyết định chia tay. Sau khi chia tay, Minh Luân đã làm một MV kể về chuyện tình buồn của mình. Theo nguồn tin riêng được biết, nam diễn viên muốn gửi gắm những tâm sự của mình đến bạn gái cũ. Lê Hiếu, có lẽ so về độ đào hoa, Lê Hiếu không thua bất kỳ một người đàn ông nào của showbiz. Khi còn hoạt động trong làng nhạc thủ đô, dư luận đồn thổi Lê Hiếu hẹn hò Mi Vân, một hot girl thế hệ đầu tiên rất đình đám. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, báo mạng cũng như những trang tin giải trí chưa phổ biến, nên ít người biết về cuộc tình này. Khi vào Nam lập nghiệp, Lê Hiếu từng bị nghi hẹn hò với rất nhiều mỹ nhân đình đám của showbiz như Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Thu Hằng, nhưng anh phủ nhận. Mối tình chính thức được Lê Hiếu công khai trên truyền thông là với Văn Vai Hương,
vào giữa năm 2011, nhưng sau 3 năm mặn nồng, đường ai nấy đi. Kết thúc cuộc tình với nữ ca sĩ sinh năm 1994, Lê Hiếu bán duyên với một hot girl gốc Hà Thành là Thùy Linh. Nhưng dường như số phận lận đận vào người anh, bởi sau 3 năm hẹn hò, anh cũng nhận cái kết đắng trong tình yêu. Tiến Đạt. Trước khi có chuyện tình đẹp 9 năm với Harry Won, Tiến Đạt từng có thời gian 6 năm yêu ca sĩ Đài Trang, cựu thành viên nhóm The Bell. Trong một bài phỏng vấn cũ, Đài Trang từng chia sẻ lý do chia tay với nam rapper. Lý do cũng chỉ vì vô tâm quá mức của Tiến Đạt và tôi thấy mình không thể nào làm thay đổi được kiểu sống của anh ấy. Sau khi chia tay, Đài Trang và Harry Won, Tiến Đạt tiếp tục dính nghi án hẹn hò với My Lan Phạm. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không đến đâu bởi nữ hot girl nhận thấy sự vô tâm của Tiến Đạt nên chủ động kết thúc mối quan hệ. Quang Dũng. Thanh Thảo, Quang Dũng yêu nhau từ năm 2004 khi họ ra mắt album Song Ca Hoài Niệm Dấu Yêu. Sự kết hợp giữa hai người mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Bởi Thanh Thảo khi đó đang là một trong những ngôi sao mới nổi ăn khách bậc nhất thị trường. Còn Quang Dũng dần khẳng định tên tuổi với những tình khúc mới của Trịnh Công Sơn. Chuyện tình đẹp của họ kết thúc sau hơn 3 năm hẹn hò. Vào năm 2007, Quang Dũng gặp tình yêu sét đánh và nhanh chóng kết hôn cùng Jennifer Phạm. Khi thiên thần nhỏ ra đời, Quang Dũng ngưng bớt những show diễn, tự tay đi mua đồ cho con và cũng tự tay chăm vợ trong những ngày cô ở cử. Trong live show của Quang Dũng, vợ anh xuất hiện như một thiên sứ của tình yêu. Vào giữa năm 2009, cả hai lặng lẽ chia tay nhau. Sau một năm giấu kín, họ mới thừa nhận, sau khi đứt gánh cuộc hôn nhân với Jennifer Phạm, Quang Dũng vẫn lẻ bóng và chưa có ý định sẽ đi thêm bước nữa. Thật hư chuyện Nhã Phương từng đính hôn trước khi yêu Trường Giang. Nhã Phương khẳng định rằng cô rất tin bạn trai của mình và chính niềm tin đó đã giúp hai người vượt qua sóng gió. Trong cuộc trò chuyện với Sam, Just Ask Me nhân dịp 8 tháng 3, Nhã Phương đã vui vẻ chia sẻ những chuyện liên quan đến người yêu của mình thông qua các câu hỏi của độc giả. Nhã Phương cho biết cô và Trường Giang đều là những người từ gian khổ đi lên, gánh vác gia đình, đam mê và nỗ lực hết mình cho công việc. Điểm tương đồng đó đã khiến họ hiểu nhau, thương nhau từ lúc nào không biết. Tuy nhiên, Nhã Phương kể là thời gian đầu quen Trường Giang, cô thấy ở đâu là chạy vì bị anh trêu chọc nhiều. Trường Giang cũng thường xuyên vào bếp nấu ăn cho bạn gái. Lần gần đây nhất, anh nấu món cá yêu thích cho bạn gái sau một chuyến đi xa, nhưng vì sơ suất nên bị phỏng một vết khá lớn. Tai nạn này khiến Nhã Phương càng thương và yêu anh nhiều hơn. Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng khẳng định rằng cô rất tin bạn trai của mình, và chính niềm tin đó đã giúp hai người vượt qua sóng gió. Nhắc lại scandal đã trải qua, Nhã Phương thành thật thú nhận đó chính là thời điểm khủng hoảng nhất trong giai đoạn làm nghề của cô đến giờ. Thế nhưng trải qua được rồi, cô thấy mình trưởng thành hơn, hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc là gì. Bản thân mình phải tin, cảm nhận bằng trái tim mình tin thì mình cứ yêu thôi, Nhã Phương vui vẻ nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Nhã Phương kể bố mẹ cô bị Trường Giang chinh phục bởi nói giọng Quảng Nam rất giỏi. Do cả gia đình Nhã Phương và Trường Giang đều có gốc Quảng Nam nên cảm thấy sự gần gũi khi trò chuyện. Còn về phía gia đình Trường Giang, Nhã Phương tâm sự, cô cảm thấy vui khi biết bố và em gái của anh rất thương mình. Khi được hỏi về chuyện từng đính hôn với một người trước khi đến với Trường Giang, Nhã Phương không ngần ngại lẩn tránh. Cô cho biết đó cũng là một người làm nghệ thuật. Chị là người của gia đình nên quen ai chị cũng nghĩ tới việc kết hôn, nhưng mọi người cũng biết là đôi khi có những cái duyên thay đổi, mỗi chặng đường đi qua có nhiều cái thay đổi. Có ý định thì có, chứ từng đính hôn thì chưa có, Nhã Phương khẳng định. Minh Luân bật khóc chính thức thừa nhận chuyện chia tay Ninh Dương Lan Ngọc. Minh Luân cho biết anh và bạn gái đã chia tay nhau, bạn gái trả nhẫn cầu hôn và giờ cô đã có người đàn ông khác. Hôm qua trong buổi họp báo ra mắt MV Gió Về Miền Xuôi tại thành phố Hồ Chí Minh, Minh Luân chính thức thừa nhận việc đã chia tay bạn gái sau 3 năm gắn bó. Dù không nói tên bạn gái, nhưng việc Lan Ngọc không xuất hiện cổ vũ Minh Luân như mọi lần, bạn bè và những người có mặt đều biết Minh Luân đang nhắc đến Lan Ngọc. Nam diễn viên cho biết bạn gái anh đã trả lại nhẫn cho anh và đi theo người khác. Vì đau buồn trước chuyện tình tan vỡ, Minh Luân quyết định làm MV Gió Về Miền Xuôi như món quà cuối để dành tặng bạn gái. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đánh dấu việc anh chuyển sang lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Đồng thời, anh còn kiêm luôn biên kịch và đạo diễn cho MV. Minh Luân bật khóc khi được hỏi về chuyện tình cảm và lý do vì sao Lan Ngọc không đến cổ vũ anh như mọi lần. Minh Luân cho biết
anh đã chia tay bạn gái sau 3 năm gắn bó và hiện tại cô đã có bạn trai mới. Dù không nhắc đến Lan Ngọc, nhưng mọi người đều biết nữ diễn viên Tấm Cám chính là người mà Minh Luân dành tặng ca khúc sau khi chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng việc Minh Luân bắt tay làm thật nhanh sản phẩm phải chăng chỉ là cảm xúc nhất thời, điều này sẽ dẫn đến sản phẩm cho ra mắt không chất lượng. Anh cho biết, MV Gió Về Miền Xuôi là câu chuyện buồn về cuộc tình không trọn vẹn, toàn có thật trong cuộc sống của mình. Nội dung MV là câu chuyện tình 3 năm tôi đã từng trân trọng và ấp ủ. Ngay thời điểm với quyết định quan trọng nhất cuộc đời, người yêu trả lại những cầu hôn và quay lưng đi khi không còn giữ được lời hẹn thề. Một người quay mặt ra đi khiến người ở lại tổn thương, đau khổ. Cũng vì chuyện tình buồn bản thân đã trải qua, tôi hoàn toàn không mất nhiều thời gian để ứa lệ hư cấu. Chỉ có điều, khi đưa vào MV, tôi khéo léo biến tấu để nội dung và hình ảnh trở nên đẹp hơn và dễ chịu hơn,